trò nhỏ nơi đây mà cả đồ đạc ông này bà kia. Nghe thầy Lê Mộ ở quê nay ra Đà Nẵng đi về ghé thăm, tuy rằng không có tiếng tăm nhưng mà đã mấy mươi năm làm thầy dạy học từ thuở đến tây, qua thời Việt Mỹ đến nay khá dài. Con cháu chắc ít gái trai năm đời cộng hưởng
hiện trong tiềm thức con. Dạ từ đất nước núi non, dạ từ một kiếp của con người rồi. Cha tôi khóc trai tôi, cha tôi vào cõi vào nơi kính thưa các cấp chính quyền ở địa phương, kính thưa ban đại diện giáo xứ Nội Hà, kính thưa bà con nội ngoại, kính thưa các bạn nhóm thơ chỗ thăm tình với em gái nhà chúng tôi, thì chúng tôi qua hơn một giờ chúng tôi lắng lòng nghe cái chương trình đi điệu của ông cậu và của các bạn, thì tôi vô cùng cảm kích. Kính thưa quý vị, cha ông chúng tôi sống đến quả đời này hơn 100 tuổi, thì đối với ông là một con người vô cùng nhân hậu. Hôm nay là thêm các bạn tôn vinh những cái tốt đẹp của cha chúng tôi, thì chúng tôi vô cùng cảm kích. Thì đối với con cháu thì ông là một cây đại thọ, một cây đại thụ, mở rộng bàn tay để mà ôm con cháu vào lòng. Và hôm nay cách đây 2 ngày thì ông chúng tôi, cha ông chúng tôi đã qua đời. Thì được sự quan tâm đến dâng lời cầu nguyện và lo cái hậu sự cho cha ông chúng tôi một cách chu đáo, thì gia đình chúng tôi vô cùng cảm kích và xin tỏ bày lòng biết ơn chân thành. Và chúng tôi ghi nhớ sâu sắc cái tình cảm cao đẹp này. Nhân tiện, ông cha chúng tôi còn một đứa cháu, một người cháu đất tôn, thì xin để tỏ lòng biết ơn chân thành, thì người cháu đất tôn của ông sẽ lại hai lại để tỏ lòng biết ơn tất cả những người đã đến chung lo và đóng góp vào các công việc hậu sự của cha ông chúng tôi. Một lần nữa xin chân thành biết ơn. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, chương trình lễ truy điệu là để chấm dứt. Xin mời quý vị về.